loại rượu sinh ra từ cây độc nhất vô nhị của Việt Nam, đặc biệt hơn cả vodka hay whisky. Trang 360 đốc của Trung Quốc trong một bài viết đã liệt kê rất nhiều loại rượu nổi tiếng thế giới, trong đó đã chú ý là có một loại rượu vô cùng đặc biệt chỉ có tại Việt Nam. Theo tác giả bài viết, rượu là một công cụ tuyệt vời giúp làm nóng bầu không khí và tăng cường sự gắn bó trong các mối quan hệ. Trên thế giới có rất nhiều loại rượu nổi tiếng như rượu mao đài Trung Quốc, rượu soju Hàn Quốc, rượu vodka của Nga, rượu sake Nhật Bản, rượu sâm panh Pháp, rượu whisky Scotland, rượu sherry của Tây Ban Nha, vân vân. Ngoài những loại rượu được lên men và trưng cất hoàn toàn bởi con người như vậy, tác giả bài viết cũng nhắc đến một loại rượu sinh thái được chế biến dựa vào những yếu tố tự nhiên, ví như là rượu ủ trong ống tre. Phương pháp ủ rượu này xuất phát ở Trung Quốc, ban đầu từ tỉnh Chiết Giang hoặc Phúc Kiến, rồi lan dần sang các tỉnh khác như Quảng Tây, Tứ Xuyên. Các cây tre non được chọn sẽ bị khoét một lỗ nhỏ trên thân, rồi rượu sẽ được bơm vào bên trong ống tre, sau đó bị lỗ lại. Loại rượu này được dùng để đưa vào trong ống tre là loại rượu cao lương hoặc là rượu gạo. Do tre là thực vật có khả năng tự lành cao, các lỗ khoét sẽ tự bịt kín trong khoảng 10 ngày. Rượu sẽ được ủ hoàn toàn trong môi trường kín tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, cũng theo tác giả bài viết, ở Việt Nam cũng có một loại rượu còn có tính sinh thái và tự nhiên hơn cả rượu ủ trong ống tre kể trên, không dùng rượu nhân tạo mà hoàn toàn là do thiên nhiên ban tặng được sinh ra từ cây. Vậy loại rượu sinh ra từ cây này có gì đặc biệt? Cây sinh ra rượu Cây đoác, các tên gọi khác là báng, tà vạt, dừa núi, vân vân. Danh pháp khoa học Anigera pinata là giống cây lâu năm thuộc họ cao. Ở Việt Nam, cây đoác mọc nhiều ở trên núi ẩm, trên núi đá vôi, trong rừng thứ sinh như trên dãy Trường Sơn. Ở tuổi trưởng thành, cây có đường kính khoảng 40 đến 50 cm, gốc và ngọn tương đương nhau và cao chừng 8 đến 20 m. Lá xẻ lông chim to trông như là lá dừa, mặt dưới màu trắng, dài 6 đến 12 m và rộng khoảng 1,5 m với các lá chất mọc thành 1 đến 6 hàng, dài 40 đến 70 cm và rộng 5 cm. Cuống và bẹn lá có nhiều sợi dài, có thể bẹn thừng, bông mo, phân nhánh nhiều, cong. Hoa được có 70 đến 80 nhị, hoa cà có 3 lá đài, còn lại là trên là quả. Cuống hoa chứa nhiều nước ngọt, có thể uống như rượu hoặc nấu thành đường. Hàng năm, đoạt đơn bông kết trái từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch. Đây cũng chính là thời điểm mà bà con các dân tộc Paco, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Rục, Arem ở các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế lại vào rừng săn rượu đoác. Để lấy được rượu, phải tìm cây đoác có đường kính thân tương đương với một vòng tay người ôm, có tuổi đời từ 3 đến 5 năm, cây càng to thì cho rượu càng nhiều. Các công đoạn lấy rượu cũng rất đơn giản, tìm được cây đoác phù hợp, người dân chỉ cần dùng dao thật sắc xén phía trên ngọn, cố gắng làm sao cho vết cắt thật ngọt để ngọn cây đoác không bị thối và cho nhiều rượu trong thời gian dài. Lúc cây dao vạt ngang qua ngọn cây cũng là lúc một thứ nước trắng đục tứa ra từ giữa lõi non. Khi chưa được ủ lên men, nước đo có màu đục đục như sữa, mùi nồng nồng, vị chua. Từ lâu, thứ nước uống kỳ lạ này được đồng bào nơi đây xem như là một thứ nước giải khát mang lại cảm giác lâng lâng cho người uống.